nhằm tạo cho cán bộ chiến sĩ đang trực sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị vui xuân đón Tết trong những ngày Tết vừa qua. Đại đội pháo binh 34 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức nhiều hoạt động vui xuân cho cán bộ chiến sĩ trong không khí vui xuân nhưng sẵn sàng chiến đấu cao. Trong chương trình vui xuân, Ban Chỉ huy Đại đội pháo binh 34 đã tổ chức nhiều hoạt động vui xuân cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị như thi hát karaoke, nhảy bao bố, thi vật tay, thi đấu bóng chuyền nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho cán bộ chiến sĩ, đồng thời góp phần làm cho các chiến sĩ an tâm tư tưởng hoàn thành nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu cao, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn. Bên cạnh các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, đơn vị cũng tổ chức đảm bảo chế độ ăn Tết cho bộ đội theo đúng tiêu chuẩn, ăn ngon trong những ngày đón Tết xa gia đình.